Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại một buổi tập của thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay là buổi tập đầu tiên sau trận đấu với câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Thì ngày thứ hai vừa rồi khi di chuyển từ Đà Nẵng về thì các cầu thủ đã có một ngày được nghỉ ngơi và sau đó là trở lại tập luyện. Hôm nay là vào thứ ba. Thì hiện tại là đang tập vào buổi chiều và trên sân vận động quân khu 7. Trước đây là Paulo. Do Paulo người đã có một hiệp 2 thi đấu khá là tốt trước câu lạc bộ Đà Nẵng. Ngày hôm nay thì toàn đội sẽ chia ra làm các tốp tập luyện khác nhau, đa số là tập luyện nhẹ và để lấy lại thể lực. Những cầu thủ mà đã thi đấu chính trong trận đấu vừa rồi và có nhiều thời gian thi đấu thì sẽ được nghỉ ngơi và tập nhẹ nhàng hơn. Những cầu thủ thi đấu thời gian ít thì hôm nay sẽ tập luyện nhiều hơn. Ví dụ như Paulo, Quang Nam, Xuân Nam, Lâm Ti Phong là những cầu thủ mà sẽ phải tập luyện thêm nhiều. Còn những cầu thủ như Thanh Thắng, Trùng Tỉnh, Tùng Quốc thì đã được nghỉ ngơi. Phía bên đây là các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi và tập luyện nhẹ nhàng để lấy lại thể lực, để gọi như là hồi phục, một buổi tập hồi phục đó. Là Tùng Quốc, Trùng Tỉnh, Đình Khương, Sĩ Minh và thủ môn Thanh Thắng, cả Dario nữa. Dario đang đứng quan sát các đồng đội của mình chơi bóng bóng chuyền nhưng mà lại chuyền bằng chân. Ngoài các cầu thủ này thì còn có Babe Diakite, Sầm Ngọc Đức và cả Ngô Hoàng Thịnh nữa, là những cầu thủ sẽ được tập luyện ít hơn. Phía bên đây là Ngô Hoàng Thịnh và Sầm Ngọc Đức. Ở bên đây thì những cầu thủ đang tập chuyền bóng, chuyền nhiều hơn. João Paulo là cầu thủ rất nhiệt tình ở trên sân hiện tại. Anh tập luyện không biết mệt và trận đấu với Đà Nẵng thì anh cũng gọi là khá thành công khi mà anh đã có những cú sút khá là nguy hiểm. Đặc biệt là suýt nữa anh đã có bàn thắng đầu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage của câu lạc bộ thì có rất nhiều cầu động viên đã nói là Paulo giống như là Húc của Brazil. Anh có một phong cách chơi và thể hình khá là giống Húc. Về phía Phan Thanh Hậu thì Phan Thanh Hậu đang tập ở phía xa ở đằng kia. Đây là Phan Thanh Hậu. Phan Thanh Hậu đang tập cùng với bác sĩ và anh Đỗ Văn Thuận. Thanh Hậu thì như các bạn đã biết là Thanh Hậu chỉ bị bong gân thôi và có thể là sẽ nghỉ từ 1 đến 2 tuần để có thể bình phục hoàn toàn. Phan Thanh Hậu không gặp phải một chấn thương nặng như chúng ta tưởng tượng và cậu ấy có thể trở lại sớm hơn. 1 đến 2 tuần nếu như hồi phục tốt thì có thể trở lại sớm hơn nhiều. Và anh Đỗ Văn Thuận thì cũng đã có thể tập luyện trở lại cùng với các đồng đội. Mong rằng thời gian tới thì Đỗ Văn Thuận và Phan Thanh Hậu đều sẽ trở lại để cùng với thành phố Hồ Chí Minh thi đấu. Ngày hôm nay thì chỉ có 3 thủ môn tập luyện thôi, đó là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Cù Kỳ và Phạm Văn Cường. Tại vì anh Thanh Thắng đã nghỉ rồi nên là Tiến Dũng sẽ tập luyện cùng với các đồng đội. Hiện tại người đang đứng trong khung thành đó là Phạm Văn Cường và Bùi Tiến Dũng, thủ môn số 2 và thủ môn số 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Toàn đội đang có một buổi đá ở trên sân nhỏ. Vừa rồi cú sút của João Paulo. Paulo sút liên tiếp với những cú sút của Paulo.
Come on.